Quy tắc tu học, lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thập toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn. Chẳng nên tự kiêu căng khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua, trong cái phần giới thiệu về duyên khởi của cuộc tọa đàm này, đó chính là bác sĩ Châu Phi. Bác sĩ Châu Phi có một cái niệm Phật đường ở Việt Nam mà bác sĩ đã bỏ công sức ra để hỗ trợ mới đây. Và bác sĩ muốn cho cái niệm Phật đường đó được tu tập tốt và theo sát với lời khai thị của ngài hôm qua, cho nên mới yêu cầu với ông nói về cái lời khai thị này cùng mấy tháng nay rồi. Thì cũng nhờ cơ duyên đó mà trong những ngày tới đây chúng ta tiếp tục nghe lời khai thị của ngài hôm qua. Hôm qua với ông có nói là có một số đạo tràng ở trên thế giới quanh năm người ta mớm một cái lời khai thị này không thôi. Khi hiểu được như vậy, giờ ông rất là tán thán, giờ ông nói như vậy là đủ rồi, chỉ cần làm đúng theo lời của ngài Ấn Quang dạy là đủ vạn sanh rồi. Thì hôm nay cũng nhờ bác sĩ Phi mà mình cũng tán thán đạo tràng mình luôn, tại vì mấy chục đêm liên tục chúng ta sẽ nghe lời khai thị của ngài Ấn Quang. Hồi giờ chúng ta cũng có nghe qua mà nhiều khi không để ý, cho nên khi mà bắt đầu mình bàn về cái lời khai thị của ngài Ấn Quang, giờ ông cũng xin thành khẩn mong chư vị cố gắng gọi là trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe lời khai thị của ông tôi. Chúng ta phải trang nghiêm và phải thanh tịnh nữa thì nghe mới thấm được, chứ trang nghiêm không thì không thấm đâu. Trang có nghĩa là trang trọng, tư thế của mình phải trang trọng. Nghiêm là nghiêm túc, nghiêm chính, lắng nghe. Ngoài ra còn phải dùng cái tâm thanh tịnh nữa, thì tự nhiên những lời của ngài sẽ thấm vô. Và hy vọng là trong 48 đêm chúng ta sẽ thấm. Nên nhớ rằng là trang nghiêm và thanh tịnh nó khác một chút. Trang nghiêm thuộc về hình thức, là tư thế. Một cuộc diễn hành rất là trang nghiêm, nhưng mà không thể nào đây là một cuộc diễn hành thanh tịnh được. Cho nên thường thường trong Phật giáo chúng ta thường thường yếu tố vậy là trang nghiêm, nghĩa là về hình tướng, cái trang trọng, cái nghiêm túc để mà tu hành. Và thanh tịnh nữa, tức là khi nghe như vậy chúng ta đừng khởi vọng niệm lên, mà lời của ngài Ấn Quang dạy là trí thành chi kính. Lời nói của ngài là trí thành
Trí kính là cái đạo nhiệm mầm đưa một chúng sanh trong thời mạt pháp này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Khi mà chúng ta bổ xe hết rồi, chúng ta thì thấy cái giá trị của trang thanh tịnh. Khi mà trang nghiêm thanh tịnh đã định xuống rồi thì tự nhiên chư vị mới thấy cái lời của tổ ông Quang thực sự là tuyệt vời, hay vô cùng. Ví dụ như khởi phát cái lời khai thị này, tức là quy tắc tu học. Quy tắc tức là tất cả những gì của người tu hành nên làm đúng như vậy, đó gọi là quy tắc. Ngài nói là bất luận là người tại gia hay xuất gia cần phải trên kính dưới hòa. Quý vị nghe thử cái phần này có cao không? Chắc có nhiều người nói rằng là không cao đâu. Đây chẳng qua là giống như mẹ dạy con, bà nội ru cháu trên kính dưới hòa, đâu có gì hết. Nhưng mà khi mà cái tâm mình thực sự là trang nghiêm thanh tịnh rồi, mới thấy khởi đầu ra bốn chữ thôi đã thấy có một cái đạo lý nhiệm màu trong này. Bất luận là người tài gia hay xuất gia, chú ý nhớ cái điểm này, tài gia hay xuất gia, hầu hết mà khi chúng ta nghe pháp ít khi mà có cái câu này xảy ra lắm. Mà trong khi ngài ông Quang nói là bất luận, là không kể là người tại gia hay xuất gia vẫn được vãng sanh thành đạo. Đây là cái tinh thần của là bình đẳng rốt ráo của ngài ông Quang mà có nhiều người không để ý. Vì tu hành chúng ta không để ý cho nên thường thường cái phân biệt, cái chấp trước nó cứ xảy ra bên cạnh cái đường tu. Mà một khi đã vướng vào sự phân biệt chấp trước thì nhất định đường đạo không thành. Một người mà muốn vượt qua tam giới bắt buộc cái chấp trước phải bỏ. Cái chấp trước nó thuộc về cái kiến tư phiền não. Kiến phiền não nó tới 88 phần kiến phiền não. Cái tư phiền não nó tới 81 phần. Một người mà phá được 88 phẩm kiến phiền não, phá thêm 81 phẩm tư phiền não, rồi người ta phải sanh lên trời, rồi lại hạ xuống thế gian, đi lên đi xuống bấy lần như vậy mới đạt được thánh quả A-la-hán, vượt qua sinh tử luân hồi. Cái chấp trước này không phải là bình thường đâu. Trong khi ngài ông Quang chỉ nói một câu thôi mà nó hàm nghĩa trong đó. Bất luận là người tại gia hay xuất gia đều có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc một đời thành đạo. Chứ vậy nó cái ý nghĩa này nó có thâm không? Nó có sâu không? Tại vì sao vậy? Tại vì thật ra là tất cả mọi người đều có chúng tứ phần. Hay Đức Thích Ca nói là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nhất thiết là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Một chúng sanh có Phật tánh cho nên bốn lai của họ là được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thành đạo, hoặc là bốn lai của họ là được vượt qua tam giới để thoát đi sanh tử luân hồi. Chỉ vì cái định chấp trước mà bị vướng nặng trong vòng sanh sanh tử tử. Khi mà ngài Ấn Quang xiển dương với pháp môn Tịnh Độ, ngài mới thấy rõ ràng là một câu A Di Đà Phật đưa chúng sanh vượt qua sinh tử luân hồi. Nó trả giá bằng cái ba đại A Tăng kỳ kiếp của những người tu tự lực để chứng đắc, để vượt qua sinh tử luân hồi, để thành đạo. Mà cái ba đại A Tăng kỳ kiếp đó không phải dành cho hàng phàm phu tục tử chúng ta đâu. Nghe cho kỹ chỗ này mới thấy là cái lời khai thị của ngài Ấn Quang hàm nghĩa sâu lắm mà mọi người không. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, rõ ràng ngài vô cùng trân trọng những người
tại gia niệm Phật trong thời mạt pháp này. Suốt đời của ngài, ngài không nhận một người đệ tử nào xuất gia hết. Tại vì ngài nói một người tại gia quyết lòng niệm Phật cũng một đời này vãng sanh Tây Phương thành đạo. Một người xuất gia quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc cũng một đời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng hai cái trạng thái này giống nhau. Ngài Pháp Viên Thượng Nhân đưa ra cái hình thái, ngài nói một người xuất gia niệm Phật và một người tại gia niệm Phật công đức như nhau, không có khác nhau. Người ta hỏi tại sao như vậy? Một người thì cắt ái ly thân, công phu tu hành cao tột, phẩm hạnh tốt. Một người thì đầy dẫy nghiệp chướng, ở tại gia bận việc. Tại sao lại giống nhau? Ngài nói cuộc sống thì khác nhau, nhưng câu A Di Đà Phật thì giống nhau. Câu A Di Đà Phật có nghĩa là chân tâm tự tánh của mỗi chúng ta đều là Phật cả, giống nhau. Ngài ví dụ giống như hai cái thổi vàng. Một thổi vàng thì gói bằng một cái miếng vải rất là đẹp, miếng vải nhung, và một cái thổi vàng gói bằng miếng giấy rách nát dơ bẩn. Ngài nói hai miếng thổi vàng đó có giá trị ngang nhau, hay vô cùng. Đây là những cái cách nói của chư tổ diễn tả cái tinh thần của là tinh thần bình đẳng. Cho nên hôm nay chúng ta khai thác, mình để thấy cái lời của ngài Công Văn nó hay như thế nào. Chư vị nhớ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài là một vị thái tử. Khi mà thành đạo rồi, ngài không có mặc lụa là nhung gấm đâu, ngài không có đi dép đâu, mà ngài đi chân trần, nghĩa là không mang dép, mặc một cái áo bình thường, tâm bình bát đi xin. Tại sao vậy? Tại vì ngài diễn tả bình đẳng của chúng sanh ở tại cái xứ Ấn Độ, cái giai cấp họ phân chia mạnh lắm. Vì phân chia, vì chấp trước như vậy, cho nên chúng sanh ở đó chịu nặng quá nhiều, không bao giờ thoát vọng sanh tử được. Ngài thành Phật rồi, ngài mới xóa đi cái nạn giai cấp phân biệt này. Ngài dùng cái bình đẳng tuyệt đối là gì? Dưới hình thức một người ăn xin, ăn xin ở dân độ không có một giai cấp nào hết, giai cấp nô lệ, giai cấp tồi tệ. Ngài dùng hình thức nô lệ tồi tệ đó để diễn tả cho chúng ta biết là người ăn mày tồi tệ đó vẫn có Phật tánh, vẫn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, vẫn thành đạo như thường. Cho nên ngài dùng hình thế đó để mà nói cho chúng ta biết đừng bao giờ có cái tâm chấp trước. Trở lại cái vấn đề lời khai thị của ngài Ông Văn, chỉ cần một câu, bất luận là tài gia hay xuất gia đều có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hết. Một lời nói hàm nghĩa, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Như vậy thì chúng ta đang niệm Phật ở đây là hình tướng của tại gia. Xin chư vị nếu có một cái mặc cảm nào nói rằng người tại gia này không thể vãng sanh, người tại gia này không thành Phật được, thì bắt đầu phải bỏ ngay cái chấp trước này đi. Để chi? Để chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì nên nhớ, niệm Phật, niềm tin là khởi phát đầu tiên quan trọng nhất chúng ta phải giữ. Mong chư vị hiểu được như vậy, rồi những ngày tiếp chúng ta mổ xẻ thêm, sẽ thấy một lần đi niệm Phật thế này, mình tin tưởng rõ ràng đi gần tới cửa Tây Phương Cực Lạc, nhất định mình sẽ gặp A Di Đà Phật trên cảnh giới Tây Phương, Quan Âm Thế Chí cùng đại thánh chúng một đời thành đạo. Mong chư vị tin tưởng vững vàng. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thay mặt đại chúng cảm niệm
công đức từ bi của cư sĩ.